Phân hữu cơ có vai trò quan trọng ra sao trong sản xuất nông nghiệp, nhất là tại những vùng đất trồng chủ lực là cây công nghiệp lâu năm như Tây Nguyên? Trong canh tác, chế độ hữu cơ thế nào là hợp lý để cây khỏe ít bệnh, cho năng suất bền vững? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh ngày 20 tháng 3 năm 2022 với phần tư vấn của tiến sĩ Tôn Nữ Tuấn Nam. Phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.